Dạ con nghe nè chú. À, Phương ơi, mẹ con bị tai nạn giao thông. Chú đang chở mẹ con tới bệnh viện cấp cứu. Chú ơi, bây giờ mẹ con đang ở đâu vậy chú? Mẹ con có bị nặng hay không? Chú đang chở mẹ con đi thì bị cái xe kia đụng, mẹ con bị nặng hơn, còn chú thì nhẹ hơn. Chú điện cho anh chị con rồi, tụi nó cũng đang đến. Chú đang đưa mẹ con tới bệnh viện, con mau tới đi, chú sẽ nhắn địa chỉ. Dạ. Bây giờ con chạy tới đó liền, chú đợi con nha. Tính tiền. Chú, mẹ con bị nặng lắm, nên chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu rồi. Và anh chị con đi theo xe với mẹ con, còn chú ở đây đợi con. Để có xe rồi chú cháu mình đi chung luôn. Cầu trời cho mẹ con không sao. Mẹ, chú có nghe mẹ con kể chuyện của con, nói là con biết được thân thế của thằng Quân là giả mạo. Sao con biết được hay vậy? Con vô tình gặp được dì Sáu Duyên, là hàng xóm cũ của tên đó. Vậy con có nói cho ai biết chưa? Chưa, con chỉ mới kể cho mẹ con biết thôi à. Ừ. Để con gọi điện cho chị ba, hỏi mẹ đi tới đâu rồi. Mẹ con không sao hết. Hả? Có xe rồi kìa. Hương Sẹo. Điện cho tôi chuyển tiền nữa hay sao? Ông cũng vừa phải thôi nha. Con thiệt, ba lo cho con mà suốt ngày cứ nghĩ xấu cho ba. Con Phương nó đã biết được sự thật, con không phải là thằng Quân. Sao cô biết được? Nó mò gian gian, nhưng mà nó cũng chưa kịp nói với ai, nên giải quyết nó là xong. Nè, ông đừng có làm bậy nha. Bây giờ là giai đoạn quan trọng, nếu lộ ra thì coi như con sẽ mất trắng đó. Dù sao nó cũng từng tự tử, bây giờ quăng nó xuống sông, người ta không nghi ngờ gì đâu. Tôi cảnh cáo ông, không có được làm hại cũ, nếu không ông sẽ hối hận đó. Con trai, mình đi chung một thuyền mà, đừng bao giờ vì một đứa con gái mà ngu muội như vậy. Tất nhiên tôi biết tôi không có ngu muội, tôi đang chọn phương án an toàn nhất. Ông đưa cổ về nhà đi, tôi sẽ qua gặp ông để bàn tính. Ok, chuyện qua liền đi.